Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được kết nối trực tiếp tới các điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Đây là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng đất nước, đồng thời thể hiện tình cảm trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với chủ đề Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Các đoàn viên thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến 3 nhóm vấn đề: giáo dục, đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam cả ở trong nước và đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn thanh niên phát huy hơn nữa tinh thần năm tiên phong, gồm tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc, tiên phong trong lao động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tiên phong trong hội nhập quốc tế và tiên phong trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đoàn viên thanh niên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Dịp này, Thủ tướng đã trao phần thưởng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.